xin giới thiệu với anh chị và các bạn mẫu kính khẩu trang thời thượng làm mưa làm gió năm 2021. Được sản xuất tại Mỹ với lượng phân phối lên đến chóng mặt, bền Mỹ, tiện lợi và an toàn. Xứng danh là vệ sĩ riêng của bạn. Kính khẩu trang đa năng tiện dụng giúp chống khói bụi, virus, vi khuẩn, tia UV, tránh nước bọt. Tình trạng làm việc hay tiếp xúc trực tiếp với khách hàng gấp 3 lần, đánh bất tất cả các loại khẩu trang kính chắn khác trên thị trường. Dù bạn là ai, công việc là gì thì cũng nên sắm ngay cho mình kính khẩu trang này vì kính có rất nhiều ưu điểm tuyệt vời phù hợp với tất cả nam nữ như lễ tân, bán hàng, phục thủ, nhân viên văn phòng, thợ cơ khí, bảo vệ, bán đồ ăn, đi chơi, đi siêu thị, đi học, vân vân. Kiểu dáng thẩm mỹ cao, mang tính xu hướng mới, ôm sát mặt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng, tạo độ hở nhất định hạn chế tối đa gió, bụi bẩn bay vào. Chống vi khuẩn, tiêu UV, bụi gấp 3 lần so với khẩu trang thông thường. Phù hợp cả những bạn mang kính cận, chỉ cần tháo gọng kính khẩu trang ra là xong. Kính được làm từ PVA acrylic, có độ dẻo da cao, khả năng chịu nhiệt tốt, dễ lau chùi, vệ sinh. Kính hoàn toàn không động hơi nước giúp bạn tự tin mang đi đường bất chấp thời tiết. Hôm nay bên em đang có chương trình giảm kịch sàn đến 45%, chỉ còn 179.000 đồng và giảm giá cho 50 kính thôi ạ. Nhận hàng anh chị được kiểm tra thoải mái mới thanh toán. Mua càng nhiều giá càng giảm nhiều. Anh chị đặt hàng thì kích vào nút mua ngay bên dưới video hoặc gọi số hotline 0981 460639 để sở hữu ngay nhé. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.